Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh xe đạp Room 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác đó là một bộ xe đạp Touring tay ngang và cấu hình thì gọi là miễn chê luôn các bác nhá. Cùng với cấu hình khung carbon 18K và bộ group đó là Shimano Clarit bản M2004. Mức giá đã giảm còn 12 triệu. Đặc biệt hơn nữa, trong ngày này các bác sẽ mua sẽ được giảm tiếp tục nữa, còn giảm bao nhiêu thì các bác cứ liên hệ ngay số điện thoại hotline 0933522186 các bác nhé. Và thời gian giảm thì đến hết ngày 18 tháng 6 các bác nhé, có nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa hôm thôi, chỉ còn 2 ngày nữa, và hôm nay đã là ngày 16 tháng 6 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thì các bác nhanh tay đặt hàng mua xe thôi. Và đây là một cái mẫu Stip Pro bản tay ngang đang được rất nhiều các bác cũng như là các tay chơi xe yêu thích cái mẫu này và sở hữu, và số lượng đặt hàng mẫu này cực kỳ là nhiều luôn, chỉ từ 12 triệu mà đã sở hữu một cấu hình khung carbon và cấu hình group Shimano Clarit này, quá tuyệt vời rồi, lại còn được giảm tiếp tục nữa thì còn gì là thú vị hơn. Đấy thì đây là một cái màu đen đỏ, và có rất nhiều các bác hỏi cái màu này thì em quay luôn cho bác xem cái clip này các bác nhé. Và khung của nó thì đây các bác sẽ thấy này, nó sẽ phủ lên một lớp sơn sờn nha các bác nhá, sơn nhám rất là khỏe, và đây một cái màu đen đỏ. Đấy thì có đi sơn đúng không, rất là chất, tem tem phản quang Twitter nào, tem độc quyền thì chắc các bác nào chơi xe Twitter rồi chắc cũng biết. Giờ điểm sườn khung carbon 18K và đùi đĩa là Growell Opsi, được thiết kế là kim nhôm đúc, được trục giữa trục rỗng. Đấy, đĩa thì gồm cho mình hai đĩa, của đế trước đó Shimano Clarit bản mới nhất nhá, và của đế sau cũng là Shimano Clarit bản mới nhất hết các bác nhá, bản M2004 nhá. Nip sẽ gồm 8 tầng nip, xích nip của Shimano, Meyer của Electropack, được thiết kế vỏ ngoài hợp kim nhôm và bi lời bạc đạn, trục giữa trục rỗng, các bác có thể thấy ngay cái mực quá nhanh ở đây, và cặp vành hợp kim nhôm hai lớp của Electropack cỡ 75C, lan hoa đã được căn chỉnh căng nét tới 98-99%, lan hoa dẹp luôn, cực kỳ là chất. Xăm lốp của xăm lốp Kenda cỡ xăm lốp là cỡ 700-25C các bác nhá. Cậu yên là cậu yên carbon luôn, yên da mềm của Cheater, và phanh nó trang bị mình cặp phanh V của Electropack, và ghi đông vô tăng là kim nhôm, tay đề hai bên tay đề Shimano Clarit bản mới nhất. Đây, của bên 8 và bên 2 các bác nhá, hai đĩa và 8 nip. Con này 16 tốc độ. Phanh trước phanh Electropack, phanh V, đây logo của Cheater, rất là đẹp. Đấy. Cực kỳ chất luôn, càng carbon Cheater luôn. Và vành hợp kim nhôm hai lớp của Electropack như sau, xăm lốp Kenda Meyer của Electropack. Đây cái cấu hình con Cheater Slipper, Cheater Stitch các bác nhá, vừa rồi bản 2004. Đấy, như con này thì cũng mới review cho bác ngày hôm qua thôi, cũng như là con đó là con màu đỏ đã được rất là nhiều các bác yêu thích, và đặc biệt hôm nay thì cũng có rất nhiều các bác hỏi nó có màu đen đỏ, em quay luôn cho các bác xem luôn, và tiện giới thiệu cho bác đó chỉ còn hai ngày nữa là các bác hết thời gian giảm giá và quay lại 12 triệu tròn coi nhá. Đấy thì để nhanh tay đặt hàng nhận được ưu đãi hấp dẫn nhất thì các bác liên hệ ngay số điện thoại hotline 0933522186 các bác nhá. Đường link mẫu xe em sẽ để ngay bên dưới để các bác có thể vô tìm hiểu kỹ hơn chi tiết mẫu xe này. Còn bây giờ thì cảm ơn các bác coi video này của em. Xin chào các bác.